Để ước tính tuổi của vũ trụ, các nhà khoa học dựa vào hai phương pháp chính: tính toán tốc độ giãn nở của vũ trụ và xác định tuổi của những ngôi sao dài nhất. Kể từ khi được hình thành, vũ trụ đã nở rộng với tốc độ ngày càng nhanh. Tốc độ giãn nở của vũ trụ được gọi là hằng số Hubble, được ước tính là 74.351 km/giờ trên triệu năm ánh sáng. Hằng số Hubble được nhà thiên văn học người Mỹ Edwin Hubble tính toán lần đầu tiên vào những năm 1920 sau khi phát hiện ra rằng một số thiên hà đang di chuyển khỏi trái đất. Hubble cũng lưu ý rằng một thiên hà càng ở xa, nó di chuyển ra xa càng nhanh. Dựa trên những quan sát của Hubble, nhà thiên văn học đã đưa ra định luật Hubble cho thấy mối tương quan giữa khoảng cách của một vật thể và tốc độ nó đang rút lui. Sử dụng định luật Hubble, các nhà khoa học có thể ước tính tốc độ giãn nở của vũ trụ. Các nhà khoa học sau đó đã có thể sử dụng hằng số Hubble để ước tính tuổi của vũ trụ bằng cách làm việc lùi lại, quay trở lại vụ nổ lớn. Phép ngoại suy này phụ thuộc vào mật độ hiện tại và thành phần của vũ trụ. Điều này cho thấy lịch sử giãn nở của nó. Năm 2012, tàu thăm dò dị hướng vi sóng Wilkinson của NASA đã sử dụng dữ liệu đó để ước tính tuổi của vũ trụ là 13,772 tỷ năm tuổi, sai số 59 triệu năm. Một năm sau, tàu vũ trụ Planck của cơ quan vũ trụ châu Âu ước tính tuổi của vũ trụ là 13,82 tỷ năm tuổi. Một cách khác để xác định tuổi của vũ trụ là nhìn vào những ngôi sao lâu đời nhất. Vũ trụ không thể trẻ hơn những ngôi sao lâu đời nhất của nó. Do đó, để thu hẹp tuổi của vũ trụ, các nhà khoa học đo tuổi của những ngôi sao đầu tiên hình thành trong vũ trụ. Vòng đời của một ngôi sao phụ thuộc vào khối lượng của nó, với những ngôi sao khối lượng lớn đốt cháy nhiên liệu với tốc độ nhanh hơn và do đó chết nhanh hơn, trong khi những ngôi sao khối lượng thấp có thể sống tới 20 tỷ năm. Các cụm hình cầu là một tập hợp sao dày đặc, bao gồm khoảng 1 triệu ngôi sao, tất cả đều hình thành gần như cùng một lúc. Các cụm này sau đó có thể đóng vai trò là máy chấm công cho vũ trụ. Bằng cách xác định khối lượng các ngôi sao của chúng, các nhà khoa học có thể ước tính thời điểm hình thành cụm sao cầu. Các cụm sao cầu lâu đời nhất chứa các ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn mặt trời 0,7 lần. Điều này cho thấy chúng có tuổi đời từ 11 đến 18 tỷ năm. Các nhà khoa học có thể truy tìm vũ trụ trở lại thời điểm khai sinh vụ nổ của nó, gọi là vụ nổ lớn. Nhưng điều gì đã xảy ra trước khi vũ trụ ra đời theo lý thuyết này? Vũ trụ có thể là một điểm kỳ dị, tất cả đều nhỏ gọn trong một dạng nhỏ hơn một hạt hạ nguyên tử. Thật khó để tưởng tượng điều gì đã khiến vật chất này tồn tại, nhưng một giả thuyết thậm chí còn cho rằng vũ trụ của chúng ta được sinh ra từ một vũ trụ khác, trong khi một giả thuyết khác tưởng tượng một loạt các vũ trụ được sinh ra từ nhau, giống như sự hình thành của bong bóng. Trong khi đó, một giả thuyết khác cho rằng vũ trụ trải qua một chu kỳ chết và được tái sinh vô tận, sinh ra từ sự diệt vong của chính nó. Nếu vũ trụ thực sự là tuần hoàn thì thời gian trở nên không liên quan. Nhưng chỉ trong trường hợp chúng ta vẫn còn gắn bó với phương pháp hiện đại mà chúng ta đo lường sự tiến triển của sự sống, thì tuổi của vũ trụ sẽ lên tới khoảng 436 triệu tỷ, 117.076 tỷ 900 triệu giây. Phát hiện một hành tinh bị mất toàn bộ bầu khí quyển sau một va chạm thiên thạch cực lớn. Một nhóm do các nhà nghiên cứu tại MIT đã phát hiện ra bằng chứng về một vụ va chạm hành tinh lớn trong một hệ sao được gọi là HD17255. Trong hệ sao đó, các nhà nghiên cứu tin rằng một hành tinh có kích thước tương tự như trái đất và một vật thể tác động nhỏ hơn có thể đã va chạm lần cuối cùng cách đây 200.000 năm. Kết quả của vụ va chạm này dẫn tới bầu khí quyển của hành tinh gần như bị biến mất. Dù kiểu va chạm này thường khá xảy ra và phổ biến trong hệ mặt trời, nhưng hiếm khi người ta có thể quan sát trực tiếp. Trong hệ mặt trời của chúng ta, những vụ va chạm kiểu này đã xảy ra, có thể kể đến như mặt trăng được tạo ra trong vụ va chạm giữa trái đất và một thiên thể khác thuở sơ khai mới hình thành. HD17255 gần với hệ mặt trời của chúng ta khi chỉ cách trái đất khoảng 95 năm ánh sáng. Ngôi sao ở trung tâm của nó được gọi là HD17555 và nó có tuổi đời khoảng 23 triệu năm. Các nhà nghiên cứu tin rằng bụi của ngôi sao có dấu vết của vụ va chạm này. Họ đã quan sát thêm bằng chứng về một vụ va chạm lớn xung quanh ngôi sao, đồng thời xác định rằng vụ va chạm có thể xảy ra giữa một hành tinh có kích thước xấp xỉ trái đất và một tác nhân va chạm nhỏ hơn cách đây ít nhất 200.000 năm trước. Vụ va chạm được cho đã xảy ra với tốc độ hơn 35.405 km/giờ.
Một trong những khám phá quan trọng nhất trong nghiên cứu là tác động cực kỳ lớn của vụ va chạm đã thổi bay một phần bầu khí quyển của hành tinh đó. Sự kiện đó sẽ giải thích tại sao có khí và bụi quay quanh ngôi sao. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện bầu khí quyển của một hành tinh bị biến mất do tác động của vụ va chạm. Phát hiện một hố đen mới ẩn náu trong thiên hà đám mây Magellanic lớn, một thiên hà vệ tinh của dải ngân hà. Hố đen mới phát hiện cách trái đất 160.000 năm ánh sáng và có khối lượng gấp 11 lần mặt trời. Các nhà thiên văn học tìm thấy hố đen này qua kính thiên văn rất lớn VLT của đài quan sát phía nam châu Âu ở Chile. Các nhà thiên văn đã quan sát được cách trọng lực của hố đen ảnh hưởng đến chuyển động của một ngôi sao gần đó. Ngôi sao này có khối lượng gấp 5 lần mặt trời. Đây là lần đầu tiên cách phát hiện hố đen này được sử dụng và phương pháp này có thể giúp các nhà nghiên cứu phát hiện ra những hố đen ẩn khác trong dải ngân hà cũng như các thiên hà khác trong vũ trụ. Dù hố đen vũ trụ rất khó phát hiện nhưng lại có xu hướng để lộ ra sự hiện diện của mình qua các tia X phát ra khi nuốt chửng vật chất xung quanh, tạo ra sóng hấp dẫn khi đâm vào nhau hoặc va chạm với các sao neutron. Phát hiện hố đen ở đám mây Magellanic lớn là lần đầu tiên các nhà thiên văn học tìm thấy một hố đen trẻ trong cụm sao trẻ mới khoảng 100 triệu năm tuổi, là giai đoạn sơ khai khi so sánh với phần còn lại của vũ trụ. Trong tương lai, các nhà thiên văn học có thể sử dụng phương pháp này để tìm những hố đen trẻ khác trong vũ trụ để hiểu về sự tiến hóa của chúng và so sánh chúng với những hố đen lớn hơn trong các cụm sao già hơn để xem cách hố đen lớn lên như thế nào theo thời gian. Ngôi sao bị hố đen siêu lớn hất văng khỏi dải ngân hà. Các nhà thiên văn học phát hiện một ngôi sao đang di chuyển ra khỏi thiên hà Milky Way với tốc độ lên tới 6 triệu km mỗi giờ. Ngôi sao S5HVS1 trong chòm thiên hạc cách trái đất khoảng 29.000 năm ánh sáng đang bị đẩy ra khỏi trung tâm của dải ngân hà bởi hố đen siêu lớn Sagittarius A sao có kích thước lớn gấp 4 triệu lần mặt trời. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi trung tâm vũ trụ Mercurium của Đại học Carnegie Mellon cho biết. Ngôi sao di chuyển với tốc độ nhanh chưa từng thấy, đến mức nó chắc chắn sẽ rời khỏi thiên hà của chúng ta và không bao giờ quay trở lại. S5HVS1 được phát hiện bởi kính viễn vọng Anglo Australia đặt tại đài thiên văn Siding Spring ở độ cao hơn 1.100m so với mực nước biển. Đây là một ngôi sao trẻ lớp A khoảng vài trăm triệu năm tuổi, có nhiệt độ bề mặt dao động từ 7.200 đến 10.000 độ C. Nó được cho là bị đẩy ra khỏi dải ngân hà từ 5 triệu năm trước. S5HVS1 từng là một phần trong hệ sao nhị phân, nhưng chúng đã bị tách ra khi đến quá gần hố đen Sagittarius A sao. Đây là ví dụ hoàn hảo cho cơ chế Hill, được đề xuất bởi nhà thiên văn học Jack Hill từ 30 năm trước, chỉ ra rằng khi một hệ sao nhị phân đến quá gần hố đen ở trung tâm của thiên hà, một ngôi sao có thể bị hất văng ra xa với tốc độ cực cao, trong khi ngôi sao còn lại bị giữ ở khu vực trung tâm trên quỹ đạo rất lệch tâm.